Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em ha. Thì chúc cô chú anh chị em mình đây xem video có một ngày thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc ha. Thì hôm nay em quay cái video này chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn những cái điều cần nên biết khi mà mình sử dụng cái thuốc bệnh để phun phòng và trị cho cái cây mai trong suốt cái quá trình mình chăm sóc ha anh chị. Thì như anh chị đã biết rồi, thì cái cây mai trong cái quá trình chăm sóc á, nó rất là có nhiều cái loại bệnh. Ngoài cái việc mà mình chăm sóc, mình phòng ngừa sâu bọ chỉ ra, thì bên cạnh đó là mình phải phòng bệnh cho nó. Thì trên cây mai có rất là nhiều loại bệnh, mà một số cái bệnh thông thường thường xuất hiện trên cây mai á, như là tháng thư nè, gỉ sắt nè, nấm hồng nè đó, thì vàng lá gan xanh rồi nè đó. Thì mấy cái bệnh đó là đa số là mấy cái bệnh phổ biến mà anh chị nên biết để mà có thể là phòng trị cho nó hiệu quả, để cho cái cây mai mình nó sạch bệnh, nó phát triển tốt, thì nó sẽ được tàn lá tùm, và cũng như là nó sẽ cho bông nhiều vào cái dịp Tết ha anh chị. Thì đầu tiên á, anh chị cần hiểu là cái thuốc bệnh á, là nó có hai cái công dụng. Một á, là nó phòng bệnh, và hai á, là nó trị bệnh. Nó về cái phòng bệnh á, thì em thường chia sẻ với cô chú anh chị em mình, phòng bệnh hơn là trị bệnh, lúc nào em cũng chia sẻ như vậy hết. Tại vì á, trong vườn của em á, em lúc nào em cũng nghiêng về cái phòng bệnh. Phòng bệnh bằng cái cách nào? Thì phòng bệnh á, thì hàng tuần chúng ta phun thuốc dưỡng lá, thuốc phòng bệnh cho nó trước khi mà phát hiện cái cây mai mình nó bị bệnh đó. Thì cứ 7 ngày một lần, em có chia sẻ cô chú anh chị em mình, ngoài cái việc phun thuốc trừ sâu, phun thuốc bọ chỉ, thì có em có chia sẻ là phun cái mancozan cộng vô để mà giúp cho nó dưỡng lá. Thứ nhất là nó xanh lá dày lá là một cái việc rất là tốt rồi. Còn thứ hai, cái việc của nó quan trọng nữa là nó phòng các cái loại bệnh trên cái cây mai. Khi mà mình phun cái thuốc đó thì nó sẽ giúp cho cái cây mai, cái lá mai mình nó có gào dội là một cái lớp bảo vệ, để nó bảo vệ cái lá mai mình khỏi các cái bệnh tấn công đó. Cũng như là nó có cái thành phần giúp cho cái lá mai mình nó xanh lá dày lá, thì cái cây mai mình trông nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ mạnh hơn, và Tết nó sẽ cho mình một cái lượng bông nó nhiều hơn. Đồng thời á, thì trên cây mai còn có một cái số loại cái bệnh khác, như là thí dụ như là nấm hồng đi, là cũng là một cái bệnh phổ biến trên cái cây mai á. Về nấm hồng á, thì nếu cô chú anh chị em mình không phát hiện sớm, không phòng sớm á, thì khi mà xuất hiện nấm hồng trên cây mai á, mình điều trị rất là cực. Tại vì nấm hồng thường điều trị lâu nó mới hết, chứ không có nhanh hết được. Và khi mình phát hiện nấm hồng rồi, là cái cành mà mình phát hiện đó, đa số là cái cành đó đã si. Tại vì á, thường khi phát hiện nấm hồng á, cô chú anh chị em mình mà chăm sóc cây mai ở nhà, cô chú anh chị em mình đâu có như nhà vườn mà ngày nào cũng thăm, ngày nào cũng xem nó có cái bị bệnh gì không. Thường cô chú anh chị em mình có khi một tuần, 10 ngày, thậm chí là nửa tháng, tháng mình mới ra mình xem cái cây mai. Thì khi mà biết được cái dấu hiệu nhận biết nấm hồng, thì anh chị mình xem trên các cái kênh YouTube hay là trên mạng gì đó, thì khi nhìn vào cái cây mai thì đa số là nấm hồng là cái lá nó bị dạng như là cái lá nó cảm thạch gì đó. Thì từ đó nhìn vô cái cành nhánh nó mới thấy là xuất hiện các cái nấm hồng bám trên cành, trên thân. Thì từ đó là nó đã xuất hiện nấm hồng nhiều rồi, thì lúc đó là mình phải tiến hành trị cho nó. Nếu mà không trị thì một thời gian các cái cành mà nó bị nấm hồng đó nó sẽ bị khô, bị bỏ nhánh, bị chết nhánh ha anh chị. Thì cái việc phun phòng ngừa nấm hồng thì cũng rất là quan trọng. Nhưng mà cô chú anh chị em mình không có cần biết là
Em chia sẻ là đơn giản như thế này nè, là mình không cần biết là cái bệnh gì phòng bằng cái gì hết, mình chỉ cần phòng một cái loại thôi. Cô chú anh chị em mình cứ làm theo em, nhưng mà tin tưởng nha, thì cứ phòng bằng cách là phun mancozan thì nó rất là tốt cho cây và nó phòng bệnh cũng rất là tốt. Cho nên cô chú anh chị em mình nếu mà tin tưởng thì có thể đi ra tiệm á, mua cái loại mancozan mà em giới thiệu đó. Đó, mua mancozan để mà về phun cho lá. Thứ nhất là giúp cái lá mai mình nó xanh, nó dày, nhìn nó mê. Rồi cái thứ hai là nó vừa phòng bệnh nữa. Đó, cái lá cô chú anh chị em mình phun nó sẽ xanh, nó sẽ dày. Đó, nó xanh dày mà nó kháng bệnh rất là tốt nữa. Cái cây mai lai này thì cái cây mai tàn lùm này cô chú anh chị, em gọi là tàn lùm nha, tại vì ở dưới gốc nó lên nó nhiều thân nè. Đó, và mình chăm sóc kỹ thì nó vẫn giữ được các cái chi nhánh, phòng bệnh tốt thì lá nó vẫn xanh bình thường, lá nó xanh này cô chú anh chị. Cái này là 10 ngày rồi em chưa có xịt mancozan luôn đó, tại vì hổng gài không có thời gian, cho nên là hôm nay ngày thứ 10 là hôm nay là em sẽ tiến hành xịt nè, là chưa xịt pha sâu bọ chỉ luôn đó. Nhưng mà về cái vấn đề sâu bọ chỉ thì em không có ngại lắm, tại vì cái loại thuốc em dùng em thấy nó hiệu quả. 10 ngày rồi em không xịt mà em vẫn thấy các cái cành, các cái ngọn lá của nó vẫn ổn, chưa có bị bọ chỉ tấn công. Thì nó hiệu lực nó từ 7 ngày đến 10 ngày. Rồi cái việc tiếp theo nữa em nói về cái vấn đề sử dụng thuốc bệnh trên cây mai nữa. Thì ngoài cái phòng bệnh bằng các cái loại em nói thì có nhiều cái loại khác để phòng bệnh. Như là thứ nhất là cái anchacon nè. Cái anchacon phòng bệnh rất là tốt. Nó cũng tạo ra một cái lớp bảo vệ cho cái cây mai. Tuy nhiên á, là nó không có xanh ha, tức là nó chỉ phòng bệnh thôi, kháng bệnh, chứ nó không có giúp mà xanh lá, dày lá như cái thằng mancozan. Rồi cái thằng phòng bệnh tiếp theo là cốc 85, nó cũng rất là tốt, nhưng mà nó cũng về là phòng bệnh thôi, về cái độ xanh á, thì nó không có. Đó, thường các cái loại đó thì nhà vườn người ta sử dụng rất là nhiều. Rồi tiếp theo là mình phòng ngừa các cái loại bệnh, các loại nấm bệnh ở dưới gốc cô chú anh chị. Phòng ngừa nấm bệnh dưới gốc cũng như là cái phòng ngừa thối rễ ở dưới gốc cây mai thì chúng ta có thể sử dụng cái thằng Gidomingon á. Gidomingon á, mình đầu năm á, lúc mình thay bầu đất á, thay chất trồng á, thì khi mà mình cho nó vào chậu thì mình tiến hành mình tưới cho nó một cử, em có chia sẻ như thế. Và sau đó thì một thời gian thì tùy theo cái tình hình cây mai, mình nhìn trong cái bầu đất cây mai để mình quyết định mình có tưới thêm hay là không. Tại vì cái Gidomingon á, mình tưới một hai lần được rồi, tưới nhiều nó tốn tiền lắm, tại Gidomingon nó hơi mắc cô chú anh chị. Và đồng thời là mình tưới một lần cái hiệu quả nó cũng dài, nó cũng giúp bảo vệ cây mai mình được một thời gian dài. Rồi thì đó là các cái vấn đề về sử dụng thuốc bệnh. Thì nói chung là khi mà cô chú anh chị em mình biết nó bệnh nào để mà mua thuốc nào trị á, thì theo em á, là nó hơi muộn. Thêm là nó hơi muộn. Cho dù cô chú anh chị mình biết nó là bệnh gì đi, mua đúng thuốc trị nó hết đi, thì nó cũng là hơi muộn rồi. Muộn hơn là khi là cây mai mình nó không bệnh luôn ha. Đó, theo em cái quan điểm em là như vậy. Và trong suốt cái quá trình em chăm sóc mai là em không có để mà bệnh rồi em mới trị. Em lúc nào là em cũng phải phòng trước, là em sử dụng các cái loại thuốc em phòng ngừa trước.
Hôm nay thì tới cái cử em phun thuốc sâu bọ trĩ rồi, thì chiều em sẽ phun ha cô chú anh chị. Và cô chú anh chị em nào mà có áp dụng theo em á, thì cũng nhớ phun ha. Tại vì hôm nay là cũng ngày thứ 10 rồi đó, bữa giờ em không có thời gian, em không có phun được. Thì hôm nay em sẽ sắp xếp chiều nay em phun, để không thôi trễ quá thì bị sâu bọ trĩ tấn công, cũng như là các cái bệnh nó dễ xuất hiện ha. Rồi thì em biết cái gì, em nghĩ cái gì thì em nói cái đó. Trong cái quá trình làm clip thì có cái gì mà nó dài dòng hay là nó khó hiểu gì đó thì mong cô chú anh chị mình thông cảm ha. Tại vì em nghĩ cái gì thì em nói cái đó thôi. Thì mong là cô chú anh chị xem, và có nếu mà có cái sai sót gì thì mong cô chú anh chị mình thông cảm ha. Tại vì em cũng đâu phải là chuyên nghiệp nói văn lưu lót cái gì, phát thanh viên hay là cái gì đâu. Em chỉ là một cái nhà vườn trồng mai bình thường thôi. Rồi thì cái video hôm nay xin kết thúc tại đây. Thì chúc cô chú anh chị em mình xem video có một ngày thật là vui vẻ, làm hạnh phúc. Em xin chào và hẹn lại cô chú anh chị em mình trong các cái video tiếp theo nha.